Hoàng Minh Di đáp trả khi bị nói bỏ bê ca hát vì chăm con, tiết lộ ý nghĩa tên quý tử. Cứ ngỡ khi các sao lập gia đình thì các fan sẽ không còn mặn mà nữa, nhưng Hoàng Minh Di thì lại có thêm một lượng lớn người hâm mộ là các bà mẹ bỉm sữa kể từ thời điểm cô công khai cậu quý tử. Những khoảnh khắc của bé Bo cũng được người hâm mộ quan tâm hơn cả. Nhóc tỳ sở hữu lượng fan cực hùng hậu, thậm chí còn vượt mặt cả mẹ Hoàng Minh Di. Cô từng đùa vui tiết lộ rằng sự xuất hiện của Bo đã tăng phần câu view thêm cho mẹ. Tuy nhiên cũng vì việc hình ảnh thời gian qua luôn gắn liền với bé Bo mà mới đây một netizen đã trực tiếp nhắn tin cho Hoàng Minh Di. Cụ thể người này cho rằng sắp hết năm 2021 nhưng vẫn chưa được nghe giọng hát của cô nàng với một ca khúc mới. Không những thế, vị khán giả này còn thẳng thắn là ca sĩ, tác phẩm mới là cái để người ta nhớ đến mình chứ không phải con cái, đúng không chị? Ngay lập tức Hoàng Minh Di đã đăng tải story chia sẻ rõ lý do vì sao cô chưa có màn comeback trong năm nay. Theo đó, trên story, Hoàng Minh Di cho hay, chị muốn nhắn tới em là đang dịch em ạ, một bài hát không đi thu âm được thì không thể ra mắt, hoặc những bài hát đã thu âm xong, có kế hoạch MV, dự án khủng, cũng phải chờ hết dịch mới đi quay được. Chọn lựa thời gian để ra mắt một dự án cũng rất quan trọng đó em. Ai may mắn hoàn thành xong các dự án trước khi giãn cách thì mừng cho họ, còn ai chưa kịp làm mà phải ở nhà cả gần 5 tháng nay rồi thì cũng phải chịu thôi nè. Nữ ca sĩ cũng nói thêm, một sản phẩm âm nhạc của chị bây giờ nếu ra mắt phải hoành tráng mới ra mắt, kể cả mất 2-3 năm chứ không phải chỉ vì quá lâu không ra mà úp bừa một bài thì như thế đôi khi hỏng cả kế hoạch và hình ảnh. Còn các vấn đề khác về con cái, giọng hát, chị cần luyện tập ra sao thì chị đang và sẽ làm những gì tốt nhất cho nó. Cảm ơn em rất nhiều. Kể từ thời điểm ra mắt MV không thể cùng nhau suốt kiếp, hiện tại Hoàng Minh Di vẫn đang tập trung cho gia đình nhỏ và chưa phát hành thêm bất kỳ sản phẩm nào. MV này cũng được xem là dự án hoành tráng và thành công nhất trong sự nghiệp của Hoàng Minh Di. Tuy nhiên do thời điểm dịch bệnh phức tạp nên cho đến nay cô đành gác lại các kế hoạch còn dang dở. Với lời chia sẻ của Hoàng Minh Di, người hâm mộ hoàn toàn có thể yên tâm vào việc cô không hề bỏ bê việc ca hát mà trái lại vẫn đang ấp ủ những dự án cá nhân. Và cho tới khi ra mắt, đây chắc chắn sẽ là sản phẩm chỉnh chu và hoành tráng, đúng như lời hứa của giọng ca rời bỏ. Trước đây vào đúng Valentine 14 tháng 2, cư dân mạng từng bất ngờ khi thiếu gia Minh Hải, bạn trai Hoàng Minh Di chính thức công khai ảnh con đầu lòng của cặp đôi sau thời gian dài úp úp mở mở. Mới đây trên Instagram cá nhân, Hoàng Minh Di vừa tiết lộ lý do đặc biệt tên gọi ở nhà của con trai là Bo, có liên quan tới một sở thích của thiếu gia Minh Hải. Nữ ca sĩ chia sẻ, cái này rất đơn giản nha mọi người, là bởi vì bố của Bo hâm mộ anh Bo đang trường, cho nên là đặt tên con trai đầu lòng gọi ở nhà là Bo. Giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp cũng từng công khai chia sẻ tên đầy đủ của con trai là Nguyễn Minh Thiên Ân. Hoàng Minh Di cũng cho biết thêm, gia đình mình theo Công giáo, tên thánh của con là Vincent và xuất phát điểm của cái tên Thiên Ân cũng chính là ẩn ý về hồng ân của Chúa. Trước đó, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi nữ ca sĩ Hoàng Minh Di tung hàng loạt ảnh vết rạn chằng chịt hậu mang thai và sinh nở. Cư dân mạng và các nghệ sĩ cũng để lại nhiều bình luận đồng cảm và xúc động trước hành trình gian nan của nữ ca sĩ. Dù vậy, nhưng bà xã thiếu gia Minh Hải vẫn vô cùng tự tin, hạnh phúc, khoe vòng hai đầy vết rạn thấy rõ. Hoàng Minh Di tung ảnh lúc bầu bé Bo 7 tháng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Dù ở những tháng cuối của thai kỳ, nhan sắc của mẹ bỉm vẫn vô cùng tươi tắn rạng rỡ. Trong thời gian mang bầu con trai đầu lòng, Hoàng Minh Di thường xuyên mặc những chiếc váy to để giấu bụng nên không ai nhận ra nữ ca sĩ đã có thai. Khi bé Bo tròn 1 tuổi, nữ ca sĩ mới thoải mái công khai hình ảnh nhóc tỳ trên mạng xã hội. Ở dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng trầm trồ xích xoa khen ngợi về vẻ đẹp của Hoàng Minh Di.